Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Phát triển Kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Theo dự báo, trong quý 3 năm 2023, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng ước tăng 4,4%. Người cao tuổi Thanh Hóa với phong trào phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các ngân hàng đang kỳ vọng dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 4,4% trong quý 3 năm 2023 và tăng 12,5% trong năm 2023, điều chỉnh giảm 0,6% so với mức dự báo là 13,7%. Các tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý 3 năm 2023, nhưng tăng với tốc độ chậm lại trong năm 2023 so với năm 2022. Trong đó, nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Tuy nhiên, vẫn có 11% tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn giảm trong năm 2023 so với năm 2022. Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 3,2% trong quý 3 năm 2023 và tăng 10,6% trong năm 2023. Xu hướng giảm giá bình quân các sản phẩm dịch vụ được các tổ chức tín dụng dự kiến duy trì trong quý 3 năm 2023. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản xuất. Trong đó, với biểu giá điện sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá theo 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện hành. Theo cách tính cũ 6 bậc, mức giá thấp nhất là 1.728 đồng 1 kWh cho những gia đình dùng dưới 50 kWh và mức cao nhất là 3.015 đồng 1 kWh cho những trường hợp dùng từ 401 kWh trở lên. Còn theo cách tính 5 bậc như đề xuất của Bộ Công Thương, mức giá thấp nhất là 1.728 đồng 1 kWh với những hộ dùng dưới 100 kWh và bậc cao nhất là 3.457 đồng 1 kWh cho những hộ dùng từ 701 kWh trở lên. Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định số 377 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân lên giá mới là trên 1.920 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá điện của 5 bậc thang mà Bộ Công Thương đề xuất bằng 90% đến 180% giá bán lẻ điện bình quân. Nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước đang ở mức cao khiến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng lên. Tuần trước, giá gạo từ các nguồn cung chính ở châu Á liên tục tăng, tổng mức tăng khoảng 10 đô la Mỹ một tấn với gạo 5% tấm, hiện đứng ở mức 513 đô la Mỹ một tấn. Trong 6 tháng qua, nhiều khách hàng truyền thống như Philippines hay Trung Quốc, bờ biển Nga, Malaysia và các nước châu Âu đã tăng lượng gạo nhập khẩu của Việt Nam. Theo nhận định từ các chuyên gia, xuất khẩu gạo trong hai quý cuối năm sẽ tiếp tục thuận lợi. Những thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Australia và một số thị trường mới mở ở những nước khu vực Trung Đông tạo ra cơ hội gia tăng xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao khi người tiêu dùng đang rất ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Trong tháng 6 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu trên 11.300 tấn hồ tiêu với trị giá hơn 41 triệu đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường chính của Việt Nam. Về thị trường xuất khẩu hồ tiêu sang khu vực châu Á tiếp tục là điểm sáng trong thời gian qua. Sau tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc đạt gần 50.000 tấn, chiếm trên 35% thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam còn tăng cường xuất khẩu hồ tiêu sang các nước Philippines, khu vực châu Phi, châu Mỹ và các nước EU. Theo quy định, hiện nay có một số nhóm đối tượng được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Theo đó, nhóm thứ nhất bao gồm người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Nhóm thứ hai, những người hoạt động cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Nhóm thứ ba, người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm thứ tư, các trường hợp đi khám chữa bệnh có chi phí một lần thấp hơn 15% lương cơ sở. Nhóm thứ 5, người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong 5 năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 6 năm 2023, toàn quốc có khoảng 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ 92% dân số. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, nhiều hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, đẩy mạnh phát triển kinh tế không chỉ góp phần tăng thu nhập cho gia đình mà còn đóng góp hiệu quả vào phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
gần 70 tuổi, nhưng ông Trần Văn Túc ở thôn Xét Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định vẫn cần mẫn lao động. Trên diện tích đất gần 2 hectare, ông Túc đã đầu tư trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi, đào ao thả cá. Đến nay, gia đình ông đã trồng được hàng trăm gốc bưởi, thanh long, ổi các loại, nuôi hàng nghìn con lợn mỗi lứa. Hàng năm trừ chi phí, trang trại tổng hợp của gia đình ông mang lại thu nhập khoảng 700 triệu đồng. Tuổi cao nhưng mà sức còn khỏe thì cũng cố gắng để phục vụ, để khỏi phải phiền lợi đến con gái. Qua cái kinh nghiệm mà đã làm được cái thành tựu của cái trang trại tổng hợp này là cũng không phải là cái dễ dàng, phải học hỏi qua nhiều nơi và đã đúc kết lại những cái kinh nghiệm này và liên tục phải cố gắng học hỏi. Huyện Thọ Xuân hiện có trên 35.000 người cao tuổi, trong đó có hàng trăm người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, mô hình phát triển kinh tế có thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, những mô hình kinh tế của người cao tuổi đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính cái phát triển kinh tế của các cụ đã góp phần vào cái phát triển kinh tế ở xã hội địa phương, đặc biệt là thông qua cái sản xuất, cái đam mê trong sản xuất kinh doanh thì các cụ đã truyền đạt cho con cháu những cái kinh nghiệm trong quản lý, trong sản xuất, tạo cái nhiệt huyết cho con cháu về cái phát triển kinh tế. Tôi cho cái này là cái rất quan trọng của người cao tuổi mà đang chuyển lại cho con cháu những cái này. Những năm qua, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào được phát động, triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ hội viên. Để phong trào đạt hiệu quả cao, các cấp hội đã bám sát nghị quyết của địa phương, tranh thủ sự định hướng hỗ trợ của cấp ủy chính quyền, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khai thác và phát triển thế mạnh từng vùng, tạo bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các cấp hội cũng đã phát huy vai trò nòng cốt của người cao tuổi trong việc vận động con cháu, nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều hội viên đã phát huy tinh thần lao động cần cù sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 460.000 người cao tuổi, trong đó có trên 60% đang trực tiếp lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Có trên 3.600 người là chủ trang trại gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Cũng rất nhiều người cao tuổi dám mạnh dạn đứng ra để đầu tư cả cơ sở vật chất, tiền, vốn và nghiên cứu, học hỏi để có những cái sáng tạo. Để biết không thành có, biết khó thành dễ và từng bước để tạo thu nhập cho gia đình và góp một phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Để thúc đẩy cái phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn tiếp theo thì Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã đề ra một số các cái nhiệm vụ giải pháp như cơ bản như sau. Một là tập trung tuyên truyền về cái phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đặc biệt là tuyên truyền về cái những cái gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, rồi nhân rộng các cái mô hình làm kinh tế giỏi trong hệ thống của hội các cấp. Cái thứ hai nữa là động viên, khích lệ người cao tuổi, hội viên hội người cao tuổi mạnh dạn đầu tư vào cái quá trình sản xuất kinh doanh hoặc thương mại khi có cái điều kiện thuận lợi. Cái thứ ba là khuyến khích các cấp hội là tổ chức các cái cuộc tham quan về cái mô hình làm kinh tế giỏi để tạo cái sự lan tỏa và cộng hưởng trong xã hội. Vượt qua những khó khăn của tuổi tác, phát triển kinh nghiệm và phẩm chất tuổi cao chí sáng, gương mẫu trong phong trào phát triển kinh tế, người cao tuổi xứ Thanh với nghị lực và những cống hiến đáng trân trọng đã góp phần đắc lực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Phát triển kinh tế. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.